Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 2023. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 64. Quý vị nghe công đoạn này, chúng ta sẽ dũng mãnh tinh tấn niệm Phật lắm quý vị. Chúng sanh khởi tâm tu hành, miệng thường niệm Phật, Phật ắt nghe thấy. Thân thường lại Phật, Phật ắt nhìn thấy. Tâm thường nghĩ Phật, Phật ắt biết rõ. Chúng sanh nghĩ Phật, nhớ Phật, Phật cũng nghĩ chúng sanh, nhớ chúng sinh. Ba nghiệp của đôi bên không xa cách nhau, bởi thế nên gọi là thân thiết. Mỗi người chúng ta muốn thân thiết với Phật thì niệm Phật, phải không? Thân thiết với Phật là niệm Phật. Đơn giản thôi ở cõi này. Bây giờ điển hình như những đức mỗi ngày giảng pháp, quý vị nghe những đức giảng pháp, quý vị đeo máy niệm Phật, phải quý vị thân thiết với những đức không? Dù là ở xa đó, những đức thấy có những người 4-5 năm nghe mình giảng, đi đến đây gặp những đức, họ mừng. Những đức với họ bắt tay nhau mừng vui vô cùng, phải không? Rất là thân thiết, dù là không gặp nhau trực tiếp nhưng mà rất thân thiết với nhau. Thì y rang thôi, giữa mình với Phật A Di Đà, nếu như mình thường niệm Phật, mình thường nhớ Phật niệm Phật, thì mình với Phật A Di Đà quá gần, quá gần gũi. Mà Ngài lại hứa rằng niệm danh hiệu ngày ngày tiếp dẫn. Mà mình mỗi ngày lại là người chân thật tán thán danh hiệu Phật và niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Chỉ có một cái cầu, con chỉ có cầu sanh cực lạc, con không có cầu gì ngoài cầu sanh cực lạc hết. Dù con còn sai quấy, con còn lỗi lầm, nhưng con quyết tâm nương vào bổn nguyện của Phật, con phát nguyện cầu sanh cực lạc. Phật A Di Đà có rước con hay không? Nhất định Ngài rước. Câu này rõ ràng vì nghe nè, chúng sinh khởi tâm tu hành, miệng thường niệm Phật, Phật ắt nghe thấy. Vì niệm thật niệm giả gì Phật A Di Đà cũng biết. Ngài nói rằng niệm danh hiệu ta, ta tiếp dẫn. Cách mà cảm với Phật là bằng cách nào niệm Phật? Niệm Phật là cách cảm với Phật hay nhất. Cảm ứng với Phật bằng cách nào niệm Phật? Nè, miệng vừa niệm Phật, Phật ắt nghe thấy. Thân thường lại Phật, Phật ắt nhìn thấy. Vì lại Phật, Phật thấy liền. Quý vị niệm Phật thì Phật nghe, mà vì lại Phật thì Phật thấy. Thân thường lại Phật, Phật ắt nhìn thấy. Tâm thường nghĩ Phật, Phật ắt biết rõ. Vì tại sao mình không niệm Phật quý vị? Cách mà cảm ứng với Phật là cách nào? Niệm Phật, đúng không? Cách cảm ứng với Phật là bằng cách niệm Phật. Bây giờ những đức hỏi quý vị này, bây giờ chung quy chúng ta gặp nhau, quý vị gọi thầy đức là những đức quay lại liền, công nhận không? Vì đi đến vì gặp mà hỏi thầy đức quay lại liền, đúng không? Nhưng quý vị gọi những cái khác, những đức đâu biết đâu quay. Vì danh hiệu tên những đức là thầy đức, thì vì gọi thầy đức thì những đức quay lại. Thì giờ bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, quý vị chỉ cần niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là cảm ứng liền. Nên miệng vừa niệm Phật thì Phật nghe. Thân thường lễ Phật thì Phật thấy. Chúng sanh nghĩ Phật, nhớ Phật thì Phật cũng nghĩ chúng sanh, nhớ chúng sanh. Nên gọi là thân thiết. Mình đã thân thiết được Phật A Di Đà rồi, còn sợ gì cái việc cuối đời Phật không rước mình? Bây giờ những đức nói ở cái cuộc đời này, chúng ta nếu mà đến với nhau, hiểu nhau và quá thân với nhau,
dù quý vị có khó khăn cái gì chúng ta cũng giúp nhau được, đúng không? Chắc chắn luôn á, mình giúp đỡ liền á. Nó có ăn tình nặng nề rồi, bây giờ làm sao không giúp được? Bây giờ cả đời mình niệm danh hiệu Phật, cả đời mình nhớ Phật, niệm Phật, mà bây giờ làm gì mà Phật bỏ mình hả quý vị? Một kẻ phàm phu như mình mà có ăn tình nặng tình với nhau, mình còn không bỏ nhau được nè. Không chỉ là cái việc mà bây giờ mình niệm Phật mà Phật bỏ mình, làm sao Phật bỏ mình đây? Mà trong khi Phật có cái nguyện là hứa là niệm danh hiệu Ngài ngày rước, mà bây giờ mà niệm danh hiệu Ngài, cả đời niệm danh hiệu Ngài, con dù là con có những điều con còn sai, nhưng con chân thật con niệm danh hiệu Ngài, con cầu Ngài tiếp dẫn, làm gì Ngài bỏ mình? Tin không? 100% phải tin. Hiểu được nguyên lý này là tự nhiên niệm Phật liền, siêng niệm Phật liền, không nói chứ. Vì vừa niệm Phật là nhất định Phật nghe liền. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, Phật nghe rõ ràng liền. Lễ lại Phật là Phật thấy rõ ràng liền. Nghĩ đến Phật, nhớ Phật thì Phật luôn luôn gần gũi với mình. Thì thấy đặc biệt không? Những văn tự này mà nghe một cái thôi là trong lòng nó hưng khởi tín nguyện để niệm Phật lên liền. Có người nó không bao giờ nhạt nhẽo đối với niệm Phật đâu quý vị à. Làm sao nhạt nhẽo? Chính những đức thấy rõ ràng ngay cái bổn nguyện niệm Phật thôi mà những đức thấy, những đức được lợi ích quá lớn trong cuộc đời này. Những đức đã từng nói cuộc đời những đức được cái gì đâu, chỉ có niệm Phật thôi mà được bao nhiêu lợi ích. Vui vẻ làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, lo bao nhiêu việc trong chùa mà vẫn làm được, là nhờ từ đâu? Niệm Phật. An tâm cũng từ đâu? Niệm Phật. Vui cũng từ đâu? Niệm Phật. Tín nguyện cũng từ đâu? Niệm Phật. Biết được ý nghĩa lợi ích chúng sanh cũng từ đâu? Niệm Phật. Chỉ có một câu Phật hiệu mà lợi ích như vậy, vì sao không niệm? Vì sao không niệm? Mình niệm Phật là mình thường gần với Phật quý vị ơi. Mình bỏ câu Phật hiệu làm sao gần được với Phật? Niệm Phật mới gần gũi với Phật. Nên người xưa vì sao người ta thành tụ thù thắng như vậy? Người ta không biết gì nhiều, người ta chỉ có niệm Phật mà người ta đứng ra đi, ngồi ra đi, biết ngày giờ. Giống như câu chuyện Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể, cái bà cụ, bà gặp Phật Pháp mà bà đi lễ lại đầu này đầu kia đầu nọ, bà cầu cho con cháu của bà bình yên tốt đẹp. Tối ngày đi lễ lại đầu này đầu kia để cầu cho con cháu được bình yên tốt đẹp. Con trai của bà cưới một người con dâu về, con dâu biết niệm Phật. Con dâu nói, mẹ, từ hôm nay mẹ đừng đi đầu này đầu kia lễ lại gì nữa hết. Ở nhà con lập ngôi tam bảo cho mẹ, mẹ cứ chăng thật lại một câu A Di Đà Phật. Mẹ lại đi, niệm Phật, lại Phật, cứ như mà làm. Người mẹ chồng này cũng đặc biệt nghe lời con dâu. Từ đó về sau bà cứ niệm Phật, lễ Phật, nhiệt tình luôn. Thì đến một ngày nọ, buổi sáng thường gia đình ăn cơm chung. Bữa đó bà mẹ chồng mới nói rằng, các con hôm nay ăn cơm trước đi để mẹ đi tắm. Con của bà rất có hiếu, chờ mẹ, chờ rất là lâu không thấy mẹ ra. Người con trai bước vào coi mẹ như thế nào, thì thấy mẹ tắm rồi. Xong bước vào bàn thờ Phật thì thấy mẹ đứng. Gọi mẹ, mẹ cứ đứng hoài lỡ coi, mẹ đi đứng dạng sạch. Vào phòng mẹ coi thì thấy trang phục may cho con trai, con dâu, cháu chắc để sẵn hết, ghi tên rõ ràng luôn. Đứng mà giảng sanh, thấy không? Biết niệm Phật, biết lại Phật. Niệm Phật thì Phật nghe rõ, lại Phật thì Phật cũng biết rõ ràng hết đấy. Nghĩ Phật thì Phật gần gũi. Bây giờ lúc nào thọ mạng bị đến là Phật đến rước liền, không nói dòng do. Tại vì mình thường niệm Phật. Nhưng Đức nói cái việc mà chúng ta đời này có thể giải thoát mà nắm chắc nhất là nắm câu Phật hiệu, niệm Phật cho tới cùng luôn. Đừng có bị ai nói cái gì mà dao động tâm là thành công. Dù bạn thiện bạn ác gì, bạn cứ niệm Phật chân thật niệm đi. Niệm giết rồi ác cỡ nào nó cũng mắc, thiện thì nó càng thiện thêm. Tại vì sao? Miệng thường niệm Phật thì Phật ắt nghe rõ. Thân thường lễ Phật thì Phật thấy rõ. Tâm ý thường nhớ Phật thì Phật gần gũi. Quý vị coi, ác quý vị còn ác được không?
Phật A Di Đà gần gũi quý vị mà quý vị còn ác nổi không? Phật A Di Đà gần gũi sao mà ác, đúng không? Phật A Di Đà rất gần gũi mình, làm sao mình ác đây? Nên có người muốn đoạn ác tu thiệt là ngay có Phật hiệu này nè. Còn những môn khác có thể mình làm được, nhưng ngay có Phật hiệu là mình có thể làm được. Con bé này nó mười mấy tuổi mà biết niệm Phật. Bà bác kể bé bị một cái tai nạn kinh thiên động địa, ghê thiệt. Chiếc xe mười mấy tấn nó chạy, bé không biết vì sao nó té vào, nó lọt vào bánh xe, nó dính vô bánh xe, nó quay trong bánh xe, xe thắng lên một cái. Ai cũng nghĩ sao mà sống nổi. Cái chân của cháu nó dính vô bánh xe, co vào bánh xe, rồi xong tiêu. Dù còn sống đi chăng nữa cũng tan nát cái chân, vì tin rằng là lạ kỳ vô cùng, không gãy xương, chỉ mắc một miếng thịt ngay cái đùi. Xong phẫu thuật lấy thịt đùi bên đây, đắp thịt đùi bên đây, bây giờ cháu bình thường. Lọt vào chiếc xe mười mấy tấn, kinh chứ, đúng là nghiệp nặng báo nhà. Nghiệp nặng báo nhà, vì miệng niệm Phật thì Phật nghe rõ, thăng lễ Phật thì Phật thấy rõ, thường nghĩ đến Phật thì Phật gần gũi. Nên người mà chân thật niệm một câu Phật hiệu này, nhiều việc trong cuộc đời này vì niệm niệm gì chúng sanh, vì làm điều lợi ích hết, đều có kết quả. Vì vì niệm niệm gì chúng sanh mà vì làm là được lợi ích liền ha. Chính bản thân nghĩa đức làm thấy rõ ràng luôn. Chỉ cần gì chúng sanh vì làm, vì niệm Phật là nhất định có cảm ứng. Nhưng mà phải chỉ có đúng một cầu là cầu sanh cực lạc. Cả đời niệm Phật, làm việc cho chúng sanh, gây dựng tín nguyện niệm Phật. Nhớ dù có làm nhiều cỡ nào cũng phải niệm Phật. Lễ Phật, niệm Phật, lễ Phật, niệm Phật. Phải thường niệm Phật, phải thường niệm Phật, phải thường niệm Phật. Không bỏ câu Phật hiệu được. Vì làm bao nhiêu việc lợi ích cho chúng sanh mà bỏ câu Phật hiệu là khó cảm ứng lắm. Bổn nguyện của Phật là niệm Phật mới cảm ứng. Vì bỏ câu Phật hiệu làm sao cảm ứng? Bỏ câu Phật hiệu làm sao cảm ứng? Nhưng đức giảng như vậy, cái người mà niệm Phật mà không hưng khởi được nữa thôi. Còn ghi quý vị kiểm chứng từ ngay những đức này, từ khi gặp tịnh độ tới giờ là chỉ có một câu Phật hiệu mà làm bao nhiêu việc. Từ nơi đây là quý vị tính tâm từ ngay những đức. Rõ ràng những đức tính tâm, những đức mới niệm Phật, những đức muốn khuyên quý vị chuyên niệm Phật. Nếu như những đức không có tính nguyện, không lợi ích, sao những đức nói mạnh dạn gì? Nói nổi không? Thì mỗi ngày nói hoài tối ngày nói không? Nên cái người mà mình khuyên người ta niệm Phật, dù bị nói được mấy câu mà ngày nào bị cũng nói, vì nên đưa lên trên mạng cho người hữu duyên được nghe. Ngày nào bị cũng khuyên niệm Phật đi, niệm Phật đi, niệm Phật đi. Bởi vì làm sao bị tu mà cho nó an lạc tự tại là người ta sẽ nghe vị liền, chắc chắn luôn. Mà đừng bao giờ nói rằng một câu niệm Phật đi mà không nói được. Quý vị niệm Phật giết rồi, vì nói tự nhiên nó mở rộng rất nhiều thứ luôn. Nhưng mà quý vị có không muốn mở rộng, chỉ muốn chuyên niệm Phật, khuyên niệm Phật. Cái lợi ích chỗ này nó lớn, cực kỳ lớn, vì sao không làm. Những ngày thứ bảy chủ nhật, bây giờ những đức giảng trực tiếp sẽ sớm làm. Vì quý vị biết rằng thời gian những đức nó bận quá. Như bữa nay qua bên chùa Mớ, rồi buổi sáng này ăn cơm đây nói chuyện chút, nên buổi sáng sớm những đức chia sẻ Phật pháp xong, những đức tranh thủ tắm rồi cạo đầu này kia sạch sẽ, xuống nhà ăn ăn cơm rồi mình nói chuyện chút, rồi sắp xếp số việc rồi đi qua chùa Mớ. Bữa nay qua bên chùa Mớ bên đó lỡ cúng chỗ cà ràng táo một cái, vì thứ hai này sửa lò. Quý vị hỏi Nhân Đức
Vì thầy cúng ngay cà ràng ông Táo là cúng sao thầy? Những đức đến, những đức. Thí dụ như thứ hai sửa lò, những đức đến, những đức giấy Nam Mô với Đạo Phật, những đức niệm Phật một chút, niệm Phật nhắm 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 một chút, xong nói chùa của mình thì mỗi ngày nấu ăn để lo cho đại chúng trong chùa. Thứ hai này nhà chùa sửa lại cà ràng ông Táo để tiện bề nấu nướng cho đại chúng dùng. Đây toàn là những người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên nguyện Phật Bồ Tát gia hộ, rồi tất cả những cảnh giới gia hộ. Vì đây là việc thiện việc tốt, cho cái việc làm mọi điều suôn sẻ, để có được cái lò lửa cháy được thông suốt để nấu ăn cho đại chúng dùng. Nên hôm nay những đức đại diện cho ông Tam Bảo ở đây, giống như mình có cái lễ mình thưa thỉnh chút xíu, mà mình phải có tâm cung kính gì đó quý vị. Thì mình chuyên niệm Phật mà mình chỉ đơn giản vậy thôi. Giống như mình làm một cái gì mình phải báo trước cho người ta biết, hiểu chưa? Giống như quý vị mà chuẩn bị các nhà lỡ mảnh đất phải cúng một cái, báo cho người ta biết là cái lễ mình sẽ động thổ 6-7 ngày sau mình làm, thấy không? Đó là cái lễ. Giống như bây giờ cà ràng ông Táo đang chụm lửa xài gì, tự nhiên thứ hai đem vô đập, mình có phước không có sao, mà phước mình khi kiệt rồi là phiền phức. Nên mình lễ kính nhân là hay, cái gì cũng có cái lễ thông báo một cái. Rồi thứ hai mấy anh em làm, đó là những đức làm, những đức cũng hướng dẫn quý vị đơn giản vậy thôi. Những người nấu ăn đâu lỡ đức mình đại diện trong Tam Bảo, mình nói sơ sơ vài câu gì, họ đứng chắp tay lên thầm thầm cái niệm Phật rồi xong. Cũng có rạng báo, thì dụ như chè xôi, hoa quả trong chùa mà vậy thôi. Ly nước. Nên mình là người niệm Phật thì thấy tiện lợi không? Gọn hơn. Phương pháp nào cũng là chuyên niệm Phật. Phương pháp nào cũng chuyên niệm Phật. Còn thí dụ như đất đai rồi mình động thổ mình cúng, con tên gì họ gì cũng biết niệm Phật lễ Phật, nghe pháp tu hành. Bây giờ con đủ duyên nơi này chỗ này, con định 6 ngày nữa động thổ các nhà ở chỗ này, nguyện Tam Bảo Phật Bồ Tát Long Thiên Thiện Thần phù hộ, để nơi đây con các nhà mọi việc suôn sẻ tốt đẹp, mọi người các nhà đều bình yên. Nơi đây khi con các nhà lên xong cũng lập ngôi Tam Bảo, thờ Tam Thánh, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cầu an chúng sanh, cầu siêu cho chúng sanh. Nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho con các nhà mọi điều tốt đẹp suôn sẻ. Cái lễ quý vị là chủ giá, quý vị giá gì là được, quý vị làm cũng được, tại nhà này của quý vị ở, giá đơn giản vậy đó, hiểu không? Rồi xong mình làm cái lễ phóng sanh, mình bày hoa quả trái cây mình cúng, rồi mình làm lễ phóng sanh. Lễ phóng sanh thì dễ thôi, vì đọc tam quy y, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Rồi mình niệm Phật, mình thả chim, cảnh giới Phật Bồ Tát biết hết trơn, rõ ràng hết trơn. Niệm Phật, Phật nghe rõ. Lễ Phật, Phật thấy rõ. Nhớ Phật, niệm Phật, Phật gần gũi. Rõ ràng rồi, hiểu không? Vì làm đơn giản vậy thôi, vì làm được rồi đó. Chân thật mà làm gì đi. Rồi từ đây tới 6-7 ngày sau động thổ cái mảnh đất quý vị, thấy không? Quý vị để cái máy niệm Phật ngay mảnh đất quý vị xuyên suốt. Rồi lúc mà xây dựng gì,
cứ để máy niệm Phật nhỏ nhỏ gì cố định. Nhưng Đức nói chắc chắn vì cái phước báo đó, nhà cửa bị xây bình yên. Mình vẫn đi chùa niệm Phật lễ Phật bình thường, nhà cắt thì cứ cắt. Đơn giản vậy thôi. Nếu quý vị tin vào bổn nguyện niệm Phật thì đặc biệt lắm. Cái công đức phước duyên đó, mọi việc rất là đặc biệt tốt đẹp. Những điều như Đức hướng dẫn quý vị ai cũng làm được, chỉ cần chân thật từ cái tâm của mình, nhiệt tình hết mình là được. Nên quý vị thấy chuyên niệm Phật tiện bề đặc biệt không? Nên phải tín nguyện niệm Phật, cả đời niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật. Niệm một câu Phật hiệu là gieo một hạt giống câu Phật hiệu vào mảnh đất tâm. Vừa nghe là Ai Di Đà Phật, 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 niệm liền. Vừa niệm một câu Phật hiệu là gieo vào mảnh đất tâm chúng ta một câu Phật hiệu liền. Vì sao không niệm? Cái tâm buồn giận hận trách nhờ niệm Phật tự quá giải. Nhớ Phật thì còn nhớ chi buồn giận hận trách, quên Phật thì buồn giận hận trách nổi lên liền. Quý vị phải nhớ rằng một bên là niệm Phật, một bên là buồn giận hận trách. Niệm Phật thì tăng lên, buồn giận hận trách hạ xuống. Quên Phật thì buồn giận hận trách tăng lên, niệm Phật hạ xuống. Nên chúng ta niệm Phật tăng lên, tăng lên. Cứ nhớ Phật niệm Phật, cứ nhớ Phật niệm Phật, cứ niệm Phật. Niệm Phật có Phật gia hộ, niệm Phật có Phật gia hộ. Nên cái người niệm Phật mà người ta té vào chiếc xe mười mấy tấn, vậy mà quý vị biết kẹt vào bánh xe nó quay trong đó luôn, vậy mà không gãy xương đùi mà lột một lớp da đùi bự, xong lấy thịt bên đùi bên đây đắp vào đùi bên đây. Bây giờ bé vẫn bình thường, tối nay đến học lớp đạo làm con này, có bé đó đến. Rõ ràng không? Quý vị thấy niệm Phật cảm ứng không? Cái lợi ích của công đức niệm Phật bất khả tư nghị. Niệm Phật ăn chay phóng sanh, cả đời cứ áp dụng vậy đi. Dù bây giờ mình còn sai buồn giận hẳn trách gì, cứ niệm Phật từ từ qua giải, yên tâm, không cần lo. Quý vị thích buồn giận hẳn trách, cứ làm đi. Quý vị niệm Phật chắc chắn quý vị sẽ vượt qua. Viết rồi hiểu liền, buồn giận hẳn trách được lợi ích gì, hiểu không? Buồn giận hẳn trách được lợi ích gì? Đi buồn giận hẳn trách làm chi? Đi bực bội phiền não để trong lòng làm gì? Cái gì mình khuyên người ta, mình nhắc người ta rồi xong, không có cần bực bội nặng nề chi ái chứ. 100% bị làm được điều đó. Quý vị thích buồn giận hẳn trách, quý vị thích đấu đá hơn thua làm đủ chuyện sai, làm đi. Quý vị thích làm cứ làm đi, quý vị cứ nghe pháp niệm Phật đi. 100% quý vị sẽ sửa. Không ai dạy gì đi làm chỗ đó hoài làm gì, có được lợi ích gì đâu mà làm. Niệm Phật vẫn an lạc, vui vẻ tự tại vẫn là tốt đẹp, đúng không? Nhớ, phát nguyện cả đời con niệm Phật không thối tâm. Con chỉ có một cái cầu thôi là cầu sanh cực lạc. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc, chỉ có cầu sanh cực lạc, hẹn gặp ở cực lạc vậy thôi. 100% cuối đời Phật đến rước mình về cực lạc. Chúc vị an lạc, ai với là Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.